Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách chăm sóc chó mèo sơ sinh sau khi đẻ trong tuần đầu tiên, 7 ngày tuổi. Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định để các bé lớn lên khỏe mạnh và an toàn với tính mạng cho giai đoạn tiếp theo. Chăm sóc đúng giai đoạn này còn giúp chúng ta có hành trình chăm sóc chó mèo sinh sản nhẹ nhàng hơn khi không phải đối diện với các rủi ro từ bệnh tật và các tai nạn xảy ra. Khi những đứa trẻ này được sinh ra, chúng phải rời bỏ chỗ ở ấm áp, thoải mái và an toàn từ trong bụng mẹ. Bắt đầu với cuộc sống ở môi trường mới, chúng chưa bao giờ phải tự hít thở không khí trước đó và không có phản xạ ngậm miệng để ngừng việc điều lượng khí vào. Đây là 7 điều chúng ta cần làm để chăm sóc chó mèo sơ sinh cho giai đoạn tuần đầu đời của chúng. Điều thứ nhất, giữ ấm cho chó mèo sơ sinh đúng cách. Điều thứ hai, xây dựng khả năng miễn dịch từ sữa đầu hay sữa non từ chó mèo mẹ. Điều thứ ba, xây dựng hệ vi sinh cho chó mèo sơ sinh. Điều thứ tư, đảm bảo ổ ngủ luôn sạch sẽ, đủ êm và có độ ẩm thích hợp. Điều thứ năm, chăm sóc rốn. Điều thứ sáu, kích thích tiêu hóa, vệ sinh cho chó mèo sơ sinh. Điều thứ bảy, các tai nạn xảy ra và cách đề phòng. Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết các điều cần làm. Điều đầu tiên cần làm, giữ ấm cho chó mèo sơ sinh. Hãy chắc chắn về tình trạng chúng đã được kích hoạt để thở thành công, làm sạch dịch từ mũi và họng của chúng. Nếu có hiện tượng tím tái có nghĩa chúng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng khi chưa thể thở được bình thường. Chúng được chui ra từ nơi có nhiệt độ vào khoảng 38,5 đến 38,6 độ C. Vì vậy, để ngăn tình trạng nhiễm lạnh của chúng hãy lau khô, hay sấy nhẹ và đưa chúng đến ngay ổ ngủ có nhiệt độ thích hợp từ 30 đến 31,5 độ C. Đây cũng là khoảng nhiệt độ bạn cần giữ ấm cho chúng ít nhất trong một tuần đầu đời. Ở tuần tiếp theo, tùy theo thể trạng của chúng để bạn điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn một vài độ. Chúng có thể bị nhiễm lạnh bất cứ lúc nào, vì vậy bắt buộc phải có thiết bị sưởi ấm được kiểm soát ở khu vực ổ ngủ. Lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy dùng bóng sưởi hồng ngoại thay vì nệm sưởi để tránh tình trạng bỏng nhiệt do da chúng đang rất non. Bạn nên sử dụng bóng hồng ngoại từ 60 đến 75 W, treo ở góc chuồng ở khoảng cách từ 50 cm so với điểm chúng nằm. Hãy dùng nhiệt kế đo nhiệt độ ổ nếu bạn chưa có kinh nghiệm. Việc treo bóng sưởi ở góc chuồng sẽ giúp cho chó mèo sơ sinh điều chỉnh được khu vực chúng nằm. Nếu chúng cảm thấy nóng, chúng sẽ tự dịch chuyển xa hơn, và ngược lại khi thấy lạnh, chúng sẽ tìm đến nhau hoặc di chuyển đến chỗ ấm hơn. Nếu bạn phát hiện lòng bàn chân và tai của chúng ửng đỏ hơn bình thường thì hãy điều chỉnh lại nhiệt độ. Cảnh báo, đối với chó mèo sơ sinh thì nhiệt độ lạnh quá hay nóng quá đều khiến chúng bị tổn thương, gây viêm phổi. Đây là bệnh rất nguy hiểm đối với tính mạng của chó mèo sơ sinh. Điều thứ hai, xây dựng khả năng miễn dịch cho chó mèo sơ sinh từ sữa đầu hay sữa non của mẹ chúng. Theo các nghiên cứu, thành phần sữa non hay sữa đầu không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, mà quan trọng nhất nó chứa rất nhiều kháng thể để giúp chó mèo sơ sinh xây dựng được hệ thống miễn dịch bước đầu để chống chọi với các mầm bệnh từ môi trường sống mới của chúng. Những dòng sữa non chứa rất nhiều kháng thể trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 24 giờ đầu và sẽ giảm dần theo những giờ tiếp sau. Vì vậy điều cần thiết nếu sữa mẹ đảm bảo, không có dấu hiệu bất thường hãy để chó mèo con hấp thu những dòng sữa này. Sẽ là rất tuyệt vời nếu chó mèo sơ sinh được hấp thụ những dòng sữa non từ mẹ chúng. Nhưng khi sữa mẹ bị nhiễm khuẩn từ các tuyến vú bị viêm thì bắt buộc bạn không được cho chúng bú mẹ. Nếu bú mẹ, chó mèo sơ sinh sẽ bị ngộ độc sữa, khi chúng đang còn quá yếu ớt thì đó là một sự nguy hiểm lớn ảnh hưởng đến tính mạng của chúng. Đây là những cách nhận biết khi sữa mẹ bị nhiễm khuẩn. Màu sữa xanh nhạt, màu sữa có màu dịch mủ, sữa có độ nhớt kéo thành sợi. Hãy dùng hai đầu ngón tay để nhấp nhấp sữa, khi kéo thành hình sợi thì sữa đang có vấn đề. Với sữa bình thường sẽ có màu ngà ngà, trắng đục. Khi sữa mẹ bị nhiễm khuẩn, hãy dùng sữa ngoài chuyên dụng cho chó mèo sơ sinh. Bạn có thể dùng các loại sữa của các thương hiệu như Royal Canin, Biomilk, Esmilac và sữa Zenon để thay thế. Hãy làm ấm và tuân thủ liều lượng để pha và lượng cho chúng ăn. 2 giờ một lần ăn là lý tưởng, ăn cùng men tiêu hóa là bắt buộc. Đối với chó mèo sơ sinh, 3 ngày đầu đời hãy pha loãng hơn công thức pha sữa của nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ có bài chi tiết về cách pha từng loại sữa, tư thế thi sữa và liều lượng cho ăn theo ngày tuổi của chúng. Điều thứ 3, xây dựng hệ vi sinh cho chó mèo sơ sinh. Khi những đứa trẻ này được sinh ra thì ruột của chúng là vô trùng cho đến khi tiếp xúc với các yếu tố từ bên ngoài. Lợi khuẩn là điều cần thiết để giúp chúng tiêu hóa sữa bình thường. Khi chúng bú mẹ, chúng sẽ nhận được cả những lợi khuẩn và hại khuẩn vào đường ruột. Điều cần thiết dù chó con đang được bú sữa mẹ hay ăn sữa thay thế là bạn cần phải bổ sung men tiêu hóa, men vi sinh cho chúng. Nếu trẻ đang bú sữa mẹ hãy cho mẹ dùng men, nếu trẻ đang ăn sữa ngoài hãy pha men cùng sữa cho chúng. Đó là điều bắt buộc. Một số loại men an toàn cho chúng như men ống của Pháp Enterogermina. Điều thứ tư, hãy đảm bảo ổ đẻ luôn sạch sẽ, đủ êm và có độ ẩm thích hợp. G
gần như chúng chưa thể chống chọi được với bệnh tật khi lúc này mới bắt đầu xây dựng hệ thống miễn dịch. Nhất là đối với những đứa trẻ không được đón những dòng sữa non giá trị từ mẹ chúng. Điều bạn cần làm là hạn chế mầm bệnh từ nơi chúng nằm, hãy đảm bảo ổ ngủ của chúng luôn sạch sẽ. Dùng tả lót ổ là liệu pháp giữ vệ sinh của ổ ngủ. Độ ẩm từ 55% đến 65% là thích hợp, nếu ẩm thấp sẽ là điều kiện để vi khuẩn sinh sôi và sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng thông qua đường thở. Bóng sưởi là liệu pháp vừa giữ ấm và giữ khô ráo ổ ngủ của chúng. Để ổ ngủ đủ mềm để hạn chế tình trạng bị xẹp ngực, một tai nạn nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Tuy nhiên không để quá mềm để kích thích chúng dễ vận động để nhanh cứng cáp hơn. Hạn chế để chó mèo sơ sinh tiếp xúc với mầm bệnh từ chó khác, động vật khác trong nhà hay với các vị khách lạ. Có rất nhiều chó mèo sơ sinh lớn lên khỏe mạnh dù mất mẹ hay không được bú mẹ. Đó là nhờ vào cách chăm sóc đúng từ chế độ dinh dưỡng phù hợp, xây dựng môi trường sống thích hợp, đảm bảo vệ sinh và hạn chế tiếp xúc với các mầm bệnh từ bên ngoài nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ có bài nội dung chi tiết về chuẩn bị ổ đẻ, ổ ngủ cho chó mèo mẹ. Điều thứ 5, chăm sóc rốn. Vì trẻ sinh ra đã được vô trùng nên cần được chăm sóc để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Dây rốn chứa một động mạch và tĩnh mạch có đường dẫn trực tiếp đến dòng máu. Khi rốn bị nhiễm trùng, vi khuẩn có thể di chuyển lên các mạch. Nhiễm trùng rốn là một trong những nguyên nhân lớn gây nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết, hay vi khuẩn xấu ở khắp nơi trong cơ thể, thường được gọi là bụng xanh. Hầu hết các khối u của trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng có màu đỏ gạch hoặc đỏ sẫm, nhưng khi sắp chết nó có thể có màu xanh lam. Nếu trẻ sơ sinh có thể chống lại nhiễm trùng, vi khuẩn thường được lọc ra qua các mạch nhỏ, dẫn đến các động mạch bị tắc nghẽn. Các mạch máu bị tắc nghẽn có thể khiến phần cuối của đuôi, tai hoặc ngón chân chết và rụng. Hãy đảm bảo rốn của những đứa trẻ này luôn được vệ sinh, lau chùi sát khuẩn cho đến khi chúng thành vết sẹo khô lành. Hạn chế để chó mẹ liếm rốn của chúng quá nhiều. Hãy thay tả lót ổ thường xuyên vì chúng luôn có xu hướng bò trườn khắp ổ ngủ. Sự ma sát cũng là một tác nhân bị vi khuẩn xâm hại vào đường rốn nếu ổ ngủ của chúng bị bẩn. Sử dụng chất sát khuẩn phù hợp hay nước muối sinh lý lau nhẹ cho chúng. Kẹp rốn hay dây thắt rốn là biện pháp để bảo vệ ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Điều thứ 6, kích thích tiêu hóa và vệ sinh cho chó mèo sơ sinh. Trong vài tuần đầu tiên chó mèo sơ sinh không thể tự đi vệ sinh. Theo bản năng thì chó mèo mẹ sẽ làm những công việc này. Tuy nhiên hãy chắc chắn chó mèo con khỏe mạnh, đi phân bình thường thì để chó mèo mẹ xử lý vệ sinh cho chúng. Khi chúng bị tiêu chảy nhiễm khuẩn thì chúng ta cần tách con và mẹ. Hay khi chúng bị mồ côi mẹ thì đây chính là lúc bạn thực hiện thay thế chó mèo mẹ. Số lần chúng bú tương đương với số lần chúng đi tiểu. Hãy dùng khăn thấm nước ấm nhẹ chấm nhẹ liên tục lên bộ phận sinh dục của chúng để kích chúng đi vệ sinh. Bạn có thể làm điều này trước hay sau khi chúng ăn. Sau khi ăn chúng cần được xoa nhẹ hay vuốt nhẹ phần bụng, sống lưng để kích thích tiêu hóa và ợ hơi. Điều thứ 7, các tai nạn xảy ra và cách đề phòng. Tai nạn đến từ chó mẹ. Những chú chó vừa trải qua sinh nở đau đớn cũng có thể mắc những hội chứng như stress, trầm cảm. Đã có rất nhiều trường hợp chó mẹ giết hay ăn chính con của mình vì bị stress căng thẳng sau sinh. Nhưng cũng có thể là những bản năng tự nhiên khi chúng có thể đánh hơi ngửi thấy những đứa trẻ bị bệnh bị yếu không thể sống được thì chúng sẽ có xu hướng giết và ăn những đứa trẻ đó. Vì vậy bạn hãy luôn canh chừng chó mẹ đó trước khi đảm bảo được một tình cảm gắn kết chắc chắn giữa chó mẹ và đàn con. Hãy nói chuyện, xoa dịu chó mẹ sau sinh để giảm sự căng thẳng của chúng. Hãy là người kết nối để chó mẹ xây dựng tình cảm của nó với những đứa con bằng cách để chó con tiếp xúc gần mũi miệng mẹ. Sự đánh hơi, liếm láp là cách để chó mẹ nhận thức được trách nhiệm làm mẹ của chúng. Nhiều giống chó vụng về có thể đè chết con khi chúng đang cho con bú hay ngủ cùng con. Vì vậy bạn hãy luôn ngồi cạnh khi chó mẹ đang cho con bú. Sau đó hãy tách chó mẹ nếu bạn nhận thấy sự vụng về của chúng không đảm bảo an toàn cho những chú chó con. Chó con có thể ti nhầm bộ phận sinh dục của chó mẹ, giai đoạn sau sinh chó mẹ sẽ tiết dịch hậu sản rất nhiều, nó mang nhiều vi khuẩn có thể khiến chó con bị nhiễm khuẩn. Vì vậy hãy ngồi gần canh chừng chó con khi bú mẹ để đảm bảo điều đó không xảy ra. Gần như chó mèo sơ sinh chưa thể điều tiết khi bú sữa, chúng rất dễ bị sặc vì vậy bạn hãy ngồi canh chúng khi bú mẹ. Nếu có hiện tượng sặc sữa bạn cần thực hiện việc làm sạch sữa từ mũi để tránh tình trạng sữa ngấm dần vào phổi gây viêm phổi. Bạn có thể dùng bóng hút hay dụng cụ hút mũi của trẻ em, đôi khi là dùng miệng của mình để làm điều đó. Làm cẩn thận và nhẹ nhàng. Tất nhiên ở những ngày đầu chúng thường bú yếu hơn nên bạn sẽ ít thấy hơn. Tai nạn từ việc chăm sóc của chúng ta. Chó mèo sơ sinh bị bỏng do nhiệt độ ổ quá nóng. Hãy dùng nhiệt kế đo nhiệt độ ổ ngủ nếu như bạn chưa có kinh nghiệm. Hãy treo đèn sưởi ở góc ổ để chúng có thể tự dịch chuyển sang góc khác khi cảm thấy quá nóng. Cho bú sữa ngoài quá lượng và pha sữa quá đặc, quên cho dùng men tiêu hóa. Tư thế cho ăn sữa không đúng dẫn đến chó mèo con bị sặc sữa. Một tư thế đúng là tư thế mô phỏng lại kiểu dáng của chúng khi nằm bú mẹ. Chó con sau khi ăn no, nằm nhiều có thể bị xẹp lồng ngực nếu ổ quá cứng.
Hãy kiểm tra lại độ êm của ổ ngủ. Đó chính là 7 điều quan trọng cần làm để giúp bạn chăm sóc chó mèo sơ sinh an toàn và khỏe mạnh trong 7 ngày đầu tiên sau sinh. Đó là bước đệm quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Chúc bạn thành công. Ankybox sẽ có những chia sẻ về các nội dung tiếp theo.